Trong đó quá trình mà tái bản sẽ chịu hai đen à, quá trình tái bản DNA thì nó tuân theo một cơ chế bảo tồn phân tử ADN mới được tạo bởi một mặt cũ và một mặt được tổng hợp mới. Đây, mặt này là nó vừa có cái mặt cũ và một mặt mới được tạo ra. Thành phần tham gia có AND khuôn, mặt AND khuôn và có 8 loại thành phần ADN, helicase là các liên kết hydro và hai mặt đơn. Thành phần ADP này thì nó giữ cho một sợi giữ cho sợi đơn ở dạng thẳng. ADN polymerase thì nó tổng hợp và sửa chữa ADN. Nhầm AND nó tổng hợp sửa chữa AND ADN liên kết da thì nó nối với hoàn thiện ADN polymerase thì nó mở xoắn phân tử AND và ADN polymerase polymerase thì nó tổng hợp đoạn ADN mồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua lần lượt từng cái. Đấy, ông chúng ta thấy này. Từ cái đầu tiên này nó sẽ tách ra và các cái mới nó sẽ được ghép nối vào và nó tạo thành hai cái khác biệt. Tạo thêm một cái nữa. Đấy. Nó tuân theo cơ chế, các bạn hiểu là tuân theo cơ chế là bán bảo tồn và ADN polymerase nó tổng hợp đoạn ADN mồi, nhớ nhá, và AND khuôn nó phải có cái sự tham gia của AND khuôn này. Đây là người ta tổng hợp các protein và gen liên kết đến việc tái bản DNA ở E. coli. Quá trình tái bản DNA ở Rokaito diễn biến nó gồm 3 giai đoạn. Tháo xoắn, tổng hợp, phân tách, vân vân. Ba giai đoạn đó chúng ta tìm hiểu lần lượt. Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn mở xoắn. Enzyme tobomerase sẽ tham gia mở xoắn, gồm có hai loại. Tonsomerase 1 thì nó tháo xoắn dạng ADN siêu xoắn. Và tiếp theo là nó sẽ gắn vào, đầu tiên nó tháo xoắn này. Nó gắn vào ADN, nó cắt một trong hai sợi ra, cắt sợi này chẳng hạn, và nó tạo thành sợi ADN tháo xoắn, sau đó nó nối chủ đứt lại, đó, nó cắt, rồi sau đó nó tạo thành sợi ADN tháo xoắn, rồi nó bắt đầu nối lại chủ đứt. Tobosomerase 2 thì nó cắt hai mặt của phân tử DNA. Đây, nó cắt hai mặt của DNA ra. Liên kết hydro giữa hai sợi đơn sẽ bị bẻ gãy nhờ helicase. Helicase nhé, các bạn nhớ nhé. Helicase là nó sẽ để ý nhé, nó sẽ bẻ gãy liên kết hydro, nó tạo chính vì nó bẻ gãy cho nên có hai sợi tách nhau ra và tạo thành hai chạc của tái bản hình chữ Y. Đây,
tách nhau ra tạo thành hai hai chặt, nó cắt một trong hai sợi, cái này mình nhầm, cắt ở trên đây và tạo thành một sợi, tạo thành sợi ADN và nó nối chỗ đứt lại với nhau. Protein SSB, trong này chúng ta lưu ý điều là protein SSB nó sẽ được gắn vào một chủ đơn, của DNA, nó giúp ổn định trạng thái đơn của ADN, nó tránh tránh là chúng nó xoắn trở lại đây. Quá trình tái bản ở Oroketa dẫn đến như thế này. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Giai đoạn mở xoắn. Anh nói là giai đoạn gì nè? Là giai đoạn mở xoắn. Bây giờ cũng tiếp theo là giai đoạn mở xoắn tiếp. Quá trình tái bản ban đầu từ một điểm điểm khởi đầu nó sẽ sao chép, sau đó nó lan ra hai hướng, khi mà nó đụng vào nhau ở điểm đối diện tạo thành hai những thể vòng xoắn. Từ một điểm bắt đầu, từ điểm bắt đầu nó sẽ lan ra theo hai hướng, hướng trên và hướng dưới, đến khi mà nó đụng vào nhau ở điểm đối diện thì nó sẽ tạo thành hai những thực thể vòng xoắn. Đây nó đang ha, khi mà đụng vào nhau thì nó tạo thành hai những thực thể vòng xoắn, nó hợp nhất thành một cái. Vị trí đứt khởi đầu tái bản thường nằm ở vùng ADN có chứa nhiều trình tự AT và nó dài khoảng cỡ 100 đến 200. Và vi khuẩn thì chỉ có một cái đơn tái bản thôi. Người ta ghép glycone. Ta quan sát hình ảnh. Quá trình tái bản sẽ được tiếp tục, đó là giai đoạn kéo dài. Giai đoạn này nó tổng hợp RNA mới và nó nhờ ADN polymerase và RNA nó sẽ tổng hợp ADN mới ngắn từ 8 đến 12 nucleotide. Và nó tổng hợp theo chiều là từ đầu 3 phẩy đến đầu 5 phẩy. Enzyme ADN polymerase sẽ tổng hợp một mạch bổ sung từ đầu 3 phẩy tự do của mồi ADN. Mạch khuôn sẽ được sử dụng đến đâu của SSB và được giải phóng đến đó. Chiều tổng hợp của DNA sẽ là chiều ngược lại 5 phẩy đến 3 phẩy. Mạch đơn được mối tổng hợp theo hai hướng ngược nhau. Trên mạch khuôn sẽ hướng 3 phẩy đến 5 phẩy. Mạch đơn mới sẽ được tổng hợp theo chiều cùng hướng với hướng theo xoắn. Và mạch này được tổng hợp liên tục trên mạch tiến. Trên mạch khuôn 3 phẩy đến 5 phẩy thì mạch đơn sẽ được nối tổng hợp theo hướng ngược với hướng tháo xoắn và xảy ra không liên tục mà thành các đoạn ngắn gọi là đoạn Okazaki, thì mặt nó chậm. Quá trình tái bản DNA sẽ được tiếp tục nó tiếp tục như thế nào, đó là nó sẽ hoàn chỉnh sợi mới tổng hợp. Sau khi mà tái bản kết thúc thì các ADN mồi sẽ được phân giải hoặc tính 5 phẩy đến 3 phẩy
Enzonulaya của DNA polymerase sẽ tổng hợp một lỗ hổng thành tạo thành một lỗ hổng, tổng hợp tạo thành một lỗ hổng. Các đoạn Okazaki sẽ được lấp đầy chính nhờ vào DNA. Enzyme ligase sẽ nối tất cả các chỗ đoạn giai đoạn trên mặt mới, và nó nối các đoạn Okazaki lại với nhau. Kết quả là nó tạo thành hai chuỗi DNA xoắn kép mới, và tại mỗi chuỗi thì có một mặt DNA của DNA mẹ ban đầu, mặt còn lại được tổng hợp thêm. Các enzyme tác động rời khỏi phân tử DNA ra môi trường. Quan sát thấy hướng tay bạn nó là hướng này. Đây, nó chạy từ phải sang trái. Và các enzyme ligase nó sẽ đóng vai trò, enzyme ligase nó sẽ đóng vai trò là nó sẽ nối tất cả các đoạn gián đoạn lại với nhau, nó nối lại với nhau. Đây, cái màu xanh xanh, màu dương nó sẽ nối các đoạn lại với nhau. Và các đoạn Okazaki sẽ được tổng hợp theo chiều từ 3 phẩy đến chiều 5 phẩy. DNA bố mẹ, DNA bố mẹ, DNA bố mẹ mà sau khi mà nó quá trình tái bản kết thúc rồi đấy, thì các DNA mồi sẽ được phân rã chiều 5 phẩy đến 3 phẩy. Con này là 3 phẩy đến 5 phẩy, bây giờ là 5 phẩy đến 3 phẩy, là tạo các lỗ hổng lấp đầy nhờ enzyme DNA. Nên nhớ là kết quả của nó thì nó tạo thành hai chuỗi xoắn kép mới. Đây, tạo thành hai chuỗi xoắn kép mới. Hai chuỗi xoắn kép mới. Sự chủ và sự thứ. Hai sợi mới sẽ được tổng hợp theo hai chiều khác nhau. Nên nhớ theo hai chiều khác nhau và nó không giống nhau. Đặc điểm đó là cơ chế tái bản ở sinh vật nhân chuẩn cũng giống như sinh vật tiền nhân theo cơ chế bán đạo, bán bảo thủ, bán bảo tồn. Tuy nhiên có một đặc điểm khác biệt, đó là có nhiều loại ADN polymerase tham gia vào quá trình sao chép. Alpha sẽ tổng hợp bọn mồi ADN cho mặt chậm. Nó không có khả năng sửa sai nhé. Do đó nó phải là thành phần duy nhất, thành phần duy nhất tham gia vào quá trình tái bản. Beta thì nó sửa chữa và hoàn chỉnh DNA. Gamma thì nó thấy ở ti thể và chưa có chức năng rõ ràng. Sigma thì nó là DNA polymerase ở sinh vật tiền nhân. Còn cái cuối cùng thì người ta chưa phát hiện rõ cái đó. Ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần quá trình tái bản ở Eukaryota và cái mô hình tái bản của nó sẽ được giới thiệu ở cái phần sau.